Xin chào cả nhà. Hôm nay hai chồng của mình có vợ mình nữa cả nhà. Hai chồng đi thăm lưới. Thăm lưới cá trẻ mất cả nhà. Này có vợ mình nè. Chào cả nhà. Hai chồng đi thăm lưới mà hồi sáng á mình có giăng tay lưới ở đây nè cả nhà. Chú con cá nào á. Cặp nước này lẫn nữa cả nhà. Thành ra mà lưới này làm cái lỗ bự quá, không chẻm lá không dính đâu. Thì kèo cá dính là dính cá bự á. Ừ. Cá nhỏ đâu dính đâu. Hồi đó có tay lưới mà cái lỗ nhỏ mà dính cái chẻm lá không à. Hồi đó là dính, anh làm ta có tấc tư này tới tấc rưỡi lận. Tay lưới này cũng tự mình mua lưới về mình làm á cả nhà. Ui, có cá gì em ơi? Có không? À, anh dính được hả? Thiệt mà. Nó giật tha nó dính vô đổi ta. Nó chừng dính vô đổi hào. Anh nghe nó giật thiệt mà. Sao im rồi? Ủa? Không lẽ dây hào ta chừng dính vô trong đổi hào vậy, anh kéo lưới vậy giật ra nghe giật rõ ràng mà ta. Ơi còn giật em ơi, còn không? Ủa, còn có ơi. Không khoan khoan thấy chưa thấy. Ôi con cá này em ơi, làm ghê quá. Đâu đâu em ơi, con cá. Ôi ôi con cá, ôi con cá chém. Ôi con cá này anh nghe nó giật mà. Còn sống không? Còn. Ôi, ôi cá chém bự. Ôi cá chém bự cả nhà ơi. Ôi ôi ôi. Ôi cá chém. Quá. Hên quá em ơi. Anh nghe nó giật mà. Thấy không? Hồi nãy em kêu đi thăm đi để sợ nhiều khi nó dính nó chết thấy không? Kéo lên nhỏ hả? Ôi cá chém bự nè. Hên quá cả nhà ơi. Mà sáng này đi thăm câu rồi xong về thăm không dính. Trời ơi con cá chém. Trời ơi 4-5 kg luôn. Con cá chém. Trời ơi. Trời ơi cá chém cả nhà ơi. Ôi con cá chém. Trời ơi. Trời ơi anh quán gì dễ xúc không anh? Hả? Dễ xúc không á? Cái này không có xúc đâu. Cá này cá bự quá, đúng không? Cá quá bự nó chỉ dính cái mang này không à. Nè. Nó chỉ dính cái mang không em thấy không? Để em gỡ ra. Ôi cả nhà. Hên nó không đi thăm không, nó để sáng là chết rồi. Sợ nó hư đó. Trời ơi cá chém. Quá lớn luôn cả nhà ơi. Không biết ra sao gỡ ra. Nó quá lớn. Nó dắt lưới quá. Dung luôn á cả nhà. Mừng quá mừng. Nay mình thả mấy ngày rồi mình không dính. Thì dắt lưới anh ơi. Anh không biết sao đây, để em gỡ từ từ coi sao. Cá chẻm này, chắc 4-5 kg quá. Ồ, con cá mập kìa anh. Ham ha. Ừ. Cá chẻm này. Cá này bằng cá hổm chín đi thả lưới dính luôn á. Ồ. Bây giờ mình năng từ từ nó ra chứ. Tại vì cái lỗ cũng hơi nhỏ mà dính cá quá lớn. Rồi. Cá chẻm, con cá nó mập. Hồi sáng này mình giăng kiểu kia nó đâu dính đâu anh. Giăng xuôi nó không dính. Anh giăng vậy nè, nước chảy lên chảy xuống gì cũng dính hết á. Anh sợ nó dính đổi á. Quá mừng luôn. Dính cá mà dùng tay luôn cả nhà. Tính đi ngủ rồi đó. Tính đi ngủ rồi vợ kêu. Hai chồng đi lại thăm lưới có dính sợ. Tính nó đi hư. Ngủ đằng phía thả nò đó. Dạ được rồi đó. Vậy bây giờ ăn đi anh. Anh xỏ con dây vô mới đã mới được. Chứ để mà nó giải một cái hả? Là. Ủa, giải một cái là lọt sao? Là thôi, bó tay luôn. Ôi con cá chẻm. Xúc rồi đó em. Ôi từ từ nghe. Nó dính có một miếng ở đó anh mà xúc ra một cái giờ là nó bay xong luôn á. Mừng quá cả nhà ơi. Cái này chắc cũng phải 4 kg hơn anh. Tay lưới. Dạ, dạ. Tay lưới từ hồi mình làm giờ. Mới dính luôn á. Mới dính con cá này cá đầu tiên nè cả nhà. Mà tay lưới dạ. Này anh làm vắng quá à. Thì nó bị vắng tại rõm. Mình không có điều kiện mình mua nhiều. Đúng không? Đó, mình mua ít tính làm kệ. Rồi. Cá. Mê à. Dính vàng lỗ bự vậy. Cái lửa lỗ này nè, dính một con là đáng một con. Ừ. Còn cái lỗ nhỏ là dính cái chẻm lá không con từ 1 kg mấy là dữ rồi. Rồi. Xong được rồi đó. Hồi đó thì mình làm lỗ nhỏ thì nó xảy cá bự. Ăn không được cá bự. Mà có điều làm lưới này thì cái mùa cá chẻm lá mình ăn không được. Rồi ôi. Con cá nó mập. Cá này mập ghê luôn ha. Mập. Từ từ anh làm gì vậy anh? Hả? Sợ chết nó nè. Mở lẹ ra đó. Nè, anh giỡn cá này cho em coi ha. Ôi ôi con cá anh. Cả nhà ơi. Con cá. Trời ơi con cá, hết biết con cá luôn. Mình buộc lại đi. Cá này mới dính luôn nè anh. Ủa.
Nói chừng nha. Cá. Trời ơi con cá. Một gang tay bị ngang, một gang tay luôn cả nhà. Một bị ra một gang tay luôn á. Còn bị dài coi. 1 2 3 gang tay cả nhà. Trời ơi con cá. Đã không? Em vuốt đi. Thăm nữa coi có con nào nữa không? Chưa, mới con khúc quả. Chắc có con quá. Biết đâu. Nè em. Em làm gì? Rồi, em cầm. Biết đâu được em. Biết đâu nó đi cặp ra. Con nó vô nó làm bắt đầu em nó gọi nó dậy mấy con kia sợ không dám dính á. Nó vô nó cũng làm nó dậy dữ lắm chứ nó mới dướng vậy chứ bộ. Nó không anh văng ngang vậy nè, nước chảy lên chảy xuống gì á nó đi ngang cũng dính, còn anh văng xuôi á. Đâu dính đâu. Dính cái gì đây mà. Dính cái chuyện dính đổi hào quá. Kéo mà nghe giật cái nữa là kiếm con nữa. Giờ nó dính đổi hào mà đi. Không có trôi xuống. Mình sửa lại. Còn nào nữa không? Cái này anh văn phải hết một cái con nước anh phải đi thăm một lần. Như nước dòng thì nước lớn lại anh phải thăm chứ không thôi để cái lâu nó chết. Nước lên chảy lên chảy xuống nè, nó bê nè. Mai vô xe hào dính gì. Hồi trưa mình dùng quá hào, ba vỏ xe hào á. Hồi trưa mình thả dùng quá. Kỳ quá. Trời nó dính cái gì? Dính gì? Trời nó dính. Rồi, cái chừng nhát lưới anh ơi. Không biết có móc gì. Thôi nó dính cá đằng kia chứ dính đây sao gỡ. Này đi sáng anh lại anh lặn đó. Sáng nó cạn hả? Giờ đầu này thí dụ có cá là sao biết. Bây giờ đang phong qua nè. Sao nó dính dữ nè. Trời ơi. Dính gì có phao không hay gì á. Chết rồi. Dính luôn cái cụ đây sao ta. Ôi ôi anh, cái con gì anh, con mù địch quá trời luôn anh. Làm gì vậy? Dính cá. Dính dây. Cá dính rồi, hồi sao gỡ. Ta. Anh lợi đằng nào kia anh thăm lợi được không? Không luôn. Kì. Không biết nó kẹt cái gì đây. Sáng nay nước ha. Thôi một lát nữa nó cạn anh lại anh thăm. Anh gỡ. Quan trọng là sợ cái đầu này dính cá nữa. Lát lại gỡ, tại vì ở dính nguyên giặt này luôn mà. Không lẽ cá quấn chổng ta, dính mình nùi luôn á. Nguyên cái bài cũng lên được luôn nè. Sừng ba cái pha, ba cái vỏ xe đè. Ủa. Quấn vô ba vỏ xe nước chảy bơi lên bơi xuống nè. Có dính cá còn không biết sao có hay không. Trời ơi, chết rồi. Dính cái gì ở đây ta, kỳ ta. Em nói nước đưa lên đưa xuống nè, vỏ xe đè quấn vô.
chịu thôi, chứ nó cạn chứ sao giờ. Chứ giờ đầy thôi. Quá. Để đi chút nó canh chịu khó canh nước sát nước cạn lại thử coi. Rồi, sáng mình đi thăm tiếp. Cá đã ha. Cá, hết biết cá rồi. Buộc lại buộc dây chết dây xuống đây nè. Rồi em ơi. Có ăn nè. Đó buộc vậy nè. Không có cắn cái màng, cắn nó có chết. Dèo vậy luôn hả? Ừ. Vậy đi mình về nhà lấy dây. Về bè lấy dây nữa. Về bè lấy dây mình bỏ vô trong cái bè lưới á, chứ không thôi nó sảy. Dạ bây giờ mình về bè cả nhà ơi. Cá gì hết biết cá luôn. Bây giờ mình về tới bè cả nhà, mình cân thử con cá coi. Được bao nhiêu nha, cái cân của nó hết được kiếp không? Cái cân này cân hên xui nè. Hồi lại luôn. Cọt 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 cái cân ông tới. Không không cũng có thể đó. Đúng á. Cũng có thể đúng á mày. 5kg rồi. 5kg rồi còn gì. Tại vì cân mình cái vỗ nữa là bỏ qua là 4,5kg thành 5kg rồi. Vậy là không có hư. Vậy là con cá 5kg. Đó thấy không. Cá 5kg thôi mà. 5kg mà cá này cỡ cá hổm chính thả lưới dính nó mấy lần á. Đi lên. Lên kêu con bè dèo để mắt luôn à. Đây giờ mình bỏ trong lòng cho chắc cứu. Mình vào trong lòng cho chắc cứu cả nhà. Lòi đã đó, cá nhìn lòi đã. Có khi nào tối nay nó lũ vô lưới này nó phá lưới không? Vậy sao? Phá lưới nó hư lưới mình thôi chứ. Ủa mà nó dính cái mỏ mà sao phá được? Anh cột lại vậy vậy phá đường nào nữa? Phải ngủ là sáng nay ăn cá ương rồi thấy không? Ừ. Cá đã hàng ha. Ừ. Ương cá. Đã sao ạ? 5kg cả nhà. Ồ trời ơi. Ủa anh mới lần đầu tiên anh đựng cá 5kg vậy nha. À. Chút mình đâu dính 5kg đâu. Ừ. Mấy tay kia có tắc tư mình dính 3-4kg cho lợi. 4kg còn nào giữ lắm 4kg à. Rồi. Quý giáo của hai chồng mình đi thăm lưới tới đây xin tạm dừng nha cả nhà. Cả nhà xem nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký để mình có động lực làm những video tiếp theo. Chào cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Chào cả nhà.